Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Hoàng Mỹ của em nhá. Đây, cho các bác xem bây giờ là mấy giờ được con này. Anh em nhìn chưa? Rất là muộn rồi các bác nhá. Thì hôm nay Tiên Quang của em trời nó mưa đấy các bác. Trời mưa nên là không quay được chim. Anh em ạ, lên này phải mang chim vào trong nhà quay thôi nhá. Nhưng mà có một điều đó là có con chim Hoàng Mỹ này ấy. Hôm nay em lên chia sẻ cho các bác ấy, là một con chim Hoàng Mỹ bộ rất là to, bóng bộ đẹp các bác nhá, dáng gấp rất là ok luôn. Tiếp một cái là vận chuyển về thì em nó bị tụt cái lông đuôi thôi nhá, nhưng mà hót rất là tốt luôn anh em nhá. Đầu mặt siêu đẹp luôn anh em ạ. Con chim già rừng lắm anh em nhá. Thuần đét đẹp luôn. Chim vừa mới về nhà nhá, em quay luôn tắm xong ngủ chiều chiều cho nó về nhà khoảng tầm em cho nghỉ khoảng tầm 2 tiếng rồi em cho tắm và bây giờ quay clip cho anh em xem anh em nhá. Phải nói là con chim này hiện nó rất là ổn định luôn anh em ạ, thuần nét đẹp luôn. Anh em có thể thấy em ngồi này san sạt với nó này mà nó vẫn cứ hót như thôi nhá. Chim già rừng nó giọng hót rất là hay luôn nhá. Đó là mỏi chân nhá. Nó vừa về các bác, nó còn lạ nhưng mà vẫn quay được các bạn. Để nó lên đầu gối này các bác này. Con chim này được khoảng tầm 35 lồng anh em nhé. 35 lồng, còn đét thì đẹp luôn. Già rừng, bụng đẹp anh em nhé. Mỏ rất là mỏng luôn các bác. Thank you.
bắt đầu có hiện tượng là trơn mỏ anh em nhé. Còn đất này đẹp luôn anh em ạ. Này anh em này, gối đầu đầu ngon không? Phần đến mức độ gọi là phần 100% rồi anh em ạ. Phải là những con chim phần 100% này nó về đêm rồi nó hót các bác nhé.